rồi, nắng. Bơi, bơi, đúng rồi, bơi. Sau hơn một giờ vui chơi ở bể bơi, cả gia đình đã quay trở lại phòng tắm gội lại một lần nữa. Sau đó sẽ cùng nhau đi ăn sáng tại khu vực nhà hàng nằm sát bờ biển. Buổi sáng chưa nạp năng lượng mà vận động quá nhiều, cho nên giờ này chắc mọi người cũng đã mệt và đói lắm rồi. Cộng thêm cả cơn buồn ngủ nữa chứ. Lúc này đã là 10 giờ, gần tới trưa rồi, các bạn nhỉ. Mọi người đang bắt đầu đi tìm món ăn riêng cho mình. Vợ đẩy em Tiểu Kỳ Lân đi cùng. Buffet ăn sáng ở đây rất ít món, không có nhiều sự lựa chọn các bạn ạ. Hay tại chúng tôi ra quá trễ. Con gái tôi chọn món mì xào. Ăn nhiều rau. Vợ ăn súp cà xé ngô non. Con gái ăn thêm cả bánh bao và xúc xích nữa. Việc đầu tiên của tôi là lấy vài ly nước táo. Bao. Anh Kyo chọn bánh bao và xúc xích. Tôi ăn tô bún riêu nhiều chả. Gắp thêm một đĩa trái cây cho cả gia đình. Vợ ăn hai đĩa bự chà bá, quá trời có đất rồi. Tôi lại chọn thêm một đĩa bánh ướt nhiều chả nữa. Chan thật nhiều nước mắm. Yeah. Cả gia đình đang bắt đầu ăn, chỉ riêng em Tiểu Kỳ Lân đang ngủ say giấc nồng. Gió mát hiu hiu, sóng vỗ rì rào, quá tuyệt vời cho một giấc ngủ ngon. Nhìn em Tiểu Kỳ Lân ngủ thôi mà tôi cũng thấy no rồi các bạn ạ. Quay trở về phòng, trong khi bụng vẫn còn đói, tôi làm thêm tôm mì, cung đình, tôm chua cay. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp, nghe tiếng chim hót líu lo nữa. Trong khi đó, vợ và các con đang vào giấc ngủ trưa. Sau giấc ngủ trưa, nạp đầy năng lượng, vợ và hai con lại tiếp tục bơi bể. Chị hai thì vẫn mệt và đang nằm nghỉ rồi. Bơi, đúng rồi, bơi. Đúng rồi, giỏi, giỏi, giỏi.
À vướng vướng tay con à, vướng à, nắng à, nắng à, nắng à. Ừ thì đây, ở đây vào mát, vào mát. Ừ vào mát rồi, rồi mở mắt ra. Mở mắt ra. Mở mắt ra, vào mát rồi. Sợ nắng rồi luôn. Sao đây trên người này chị đây? Mở mắt ra, sợ nắng rồi. Đây hết nắng rồi, trên người mẹ chị đau bấm thi. Từ từ, bình tĩnh. Bắt đầu mẹ thả, mẹ bảo bơi hết bơi chứ chưa con đàn ông. Từ từ nhá, từ từ. Anh Kiêu và em Tiểu Kỳ Lân vẫn còn đang rất khỏe và thích bơi nữa. Thả đây. Mẹ yêu rồi. Rồi, nắm nát thế cái gì nữa còn mua gì. Nắm nát cái con bốn này. Con này lười lắm. Con này mới cần. Tôi ngồi ngắm biển và massage chân một chút. Nghe đâu đó có tiếng chó sủa. Thì ra là chú chó vàng này. Tôi bắt đầu dùng một chút vốn liếng ngoại ngữ của mình. Ba mẹ con lúc này đã tắm xong, anh Kiêu đang tráng qua người trước khi về phòng. Vợ đang làm thủ tục trả phòng. Hai con xách đồ giúp tôi ra xe. Ngắm cảnh resort Aurora lần cuối trước khi ra về.
kết thúc chuyến du lịch dài của gia đình chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.